giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc bảng T608 của dòng Vinsa, chuyên thiết kế những cái loại bảng viết điện tử dành cho giáo viên. Trên bề mặt nhám viết rất là thuận tiện, cùng với cả bút được tặng kèm một bao đựng kết nối qua cổng USB. À, ngoài ra khi mua qua shop thì các bạn sẽ được tặng kèm một cổng chia thêm USB 1:3. Đó, các bạn thấy là đây là cái phần driver hiện thị là T608 kết nối qua Windows. Và đây là thành quả khi viết trên Word. Bản Word này là bản Word 2016. Các bạn có thể tùy chỉnh và bút viết rất là nhanh nhạy, nét rất là nhẹ nhàng và chính xác. Các nét viết rất chính xác và chi tiết, đã được kiểm chứng rất là kỹ càng. Các bạn có thể thấy đây là mình đang viết. Xin chào các bạn.